Lá thư trong tuần. Sống đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Trong cuộc sống này, đến một lúc nào đó, ta sẽ bị người khác làm tổn thương. Gia đình, bạn bè, người yêu. Khi bị tổn thương, ta sẽ đánh mất niềm tin. Mọi thứ dường như sụp đổ. Ta quỵ ngã. Những đau đớn về mặt tinh thần sẽ tát mạnh vào ta giống như cơn sóng dữ ngày bão. Lựa chọn vững vàng như những tảng đá hay yếu ớt chìm nổi như những cành cùi khô là ở chúng ta. Khi bị tổn thương, ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ hai. Những nghi ngờ, những lo âu, sự sợ hãi, lựa chọn mạo hiểm, mở lòng đón nhận yêu thương một lần nữa hay sẽ sống suốt đời với sự cô đơn. Điều đó là ở mỗi chúng ta. Khi bị tổn thương, ta có thể làm những việc rất xấu, rất ích kỷ. Sự căm hận lên tới đỉnh điểm và khát khao trả thù trỗi dậy. Ta muốn mọi thứ cũng sẽ phải chịu đau đớn giống ta. Vậy thì lựa chọn vị tha để trở thành một thiên thần, hay sẽ bị nhấn chìm trong lửa hận và trở thành ác quỷ. Điều đó cũng là ở chúng ta. Khi bị tổn thương, ta sẽ cố gắng vượt qua, nhưng cũng phải chấp nhận một điều, rằng những vết sẹo sẽ còn mãi. Lựa chọn tiếp tục ngồi dưới đất, lạc lõng và cô đơn, nhìn dòng đời chảy qua trước mắt, hay đứng lên và hòa mình trở thành một phần của nó, sống cùng nỗi đau, để biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống là ở chúng ta. Ai trong đời chẳng ít nhất một lần chịu tổn thương, một lần chịu đau đớn vì một điều gì đó, một ai đó. Có người không vượt qua được, có người vượt qua được. Vậy thì lựa chọn gục ngã hay mạnh mẽ chấp nhận giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Điều đó cũng là ở chúng ta. Đừng trách những người làm tổn thương bạn. Hãy vượt qua nó và coi đó như một bài học của cuộc sống. Người ta sẽ không bao giờ nhìn vào và đánh giá một người khi họ vấp ngã, mà sẽ nhìn nhận và khâm phục cách người ấy đứng lên sau khi đã ngã đủ lâu và thấm thía đủ nhiều. Đừng tìm cách làm đau người khác để thỏa mãn sự tức giận nhất thời khi bạn tổn thương, vì khi bạn chịu tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai đó tổn thương. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết sách ở trong tâm hồn của mình. Những vết thương đó sẽ dần trở thành những vết sẹo sần sùi, xấu xí trong ký ức của mỗi con người. Nếu bạn từ bỏ được, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã vượt qua được những gì đang khiến bạn phát điên. Và nếu bạn thật sự muốn trả thù, có lẽ sẽ không có cách nào tốt hơn bạn lờ nó đi và cuối cùng hãy để nó bị chìm trong quên lãng. Từ bỏ có nghĩa là khi bạn thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn. Hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình, chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn. Sống là đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Từ bỏ không phải là yếu đuối. Từ bỏ là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn, bạn ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe lá thư trong tuần của tuần này. Và Chiết Sinh hy vọng bức thông điệp từ lá thư trong tuần của tuần này cũng sẽ đem đến cho các bạn một sự ghi nhớ cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Sống là đôi khi phải học cách chấp nhận và từ bỏ. Từ bỏ không phải là yếu đuối. Từ bỏ là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn. Và các bạn thân mến, nói đến những sự từ bỏ trong cuộc sống, có thể nói rằng sự từ bỏ khó khăn nhất đó là từ bỏ một tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự phải đến từ hai phía. Và nếu như chỉ có một mình ta cố giữ lấy tình yêu đó trong lòng, thì ta sẽ không thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc. Và có thể ta cũng đã đánh mất những cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Tiếp nối chương trình Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Quá khứ đã ngủ yên. Tác phẩm truyện ngắn được gửi từ tác giả Mỹ Nhiên. Cô bắc lại ghế, kê lại vài chậu hoa trên kệ, tưới thêm vài giọt nước cho chậu hoa vừa nở. Ngoài kia trời vẫn lất phất những hạt mưa, vài hạt thôi nhưng đủ làm cho người ta thấy lạnh. Cửa hàng cô nằm ngay cạnh góc ngã tư, đủ nổi bật
với những giàn hoa leo bên cửa sổ. Việc kinh doanh khá tốt, những giàn hoa tươi, những chậu cây cảnh nhỏ, những hạt giống hoa được cô cập nhật thường xuyên với đủ loại. Kéo lại tấm rèm bên cửa sổ, dọn lại vài thứ. Ngoài kia, đèn đường đã lên hiu hắt, ánh đèn phả vào trong mặt đường động nước, ánh lên một màu vàng lấp lánh. Cô nán lại cửa hàng vài phút để đợi mưa tạnh hẳn. Một người bước vào cửa hàng, giọng chậm rãi. Xin lỗi, tôi muốn mua hoa, còn bán không chị? Cô gấp lại một nếp bên góc sách, ngước lên nhìn. Một người thanh niên trẻ, trạc tuổi 27, mặc sơ mi trắng, đeo kính cận. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quầy. Vậy thì em giúp được gì cho anh? Anh đưa mắt, ngước nhìn một lượt khắp kệ cửa hàng, rồi dừng lại nơi những chậu cây màu tím li ti đặt bên cạnh cửa sổ. Tôi muốn xem hoa đó. Anh chỉ tay về phía trước. Đây là hoa dạ yến thảo, cây thân mềm, cây cho hoa liên tục hết đợt này đến lượt khác. À, nó rất dễ trồng, chỉ cần anh chịu khó tưới nước, nếu không thì hoa sẽ rất là dễ tàn đấy. Vậy nếu tưới nhiều quá, cây có tàn không? Anh xem đi xem lại chậu hoa, cuối cùng cũng chọn được một chậu hoa màu tím và một ít hạt giống hoa dạ yến thảo. Anh cứ gieo hạt đi và chịu khó chăm sóc, đảm bảo khi cây ra hoa thì anh sẽ thích. Nếu anh không hiểu thì cứ ghé qua cửa hàng, em sẽ tư vấn giúp cho. Ừ, anh cảm ơn. Tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày, cơn mưa ngoài kia cũng tạnh hẳn. Cô đi dọc theo con đường quen thuộc, đường về nhà len lỏi ánh đèn vàng hiu hắt. Cô cho tay vào trong túi áo khoác dày cộp, đôi giày bệt lấm tấm những vết nước mưa vẫn còn đọng lại. Từ cửa hàng về nhà cách nhau khoảng 1 km, ngày nào cô cũng đi bộ trên con đường đó. Những chiều mưa như thế này, ngày nào Khánh cũng qua đón cô. Nếu có khách thì anh sẽ ngồi thật lâu bên mái hiên trước cửa hiệu, đợi cô kê lại vài chậu cây, dọn dẹp cửa hàng. Anh lại cho xe chở cô đi lang thang đâu đó. Có khi tấp vào một quán bên đường, gọi hai tô hủ tiếu gõ. Những lúc như thế, anh lại hay cằn nhằn rằng ăn uống như thế này, người ta lại cười anh, bảo anh không lo được cho bạn gái của mình. Những lúc như thế, anh hoay xoa đầu cô, kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Vậy mà thấm thoát cũng đã 2 năm ngày anh rời xa cô. Cô dừng lại dưới gốc cây ven đường, thân cây cao to vươn những tán lá xòa kín cả vỉa hè. Cái vết cứa ngày xưa giờ vẫn hẳn nơi thân cây, chỉ có điều nó hơi mờ đi, chỉ còn thấy một hình vẽ trái tim được khắc cẩn thận. Ngày đó anh có khắc tên cô và anh. Anh nói thân cây này lớn lên bao nhiêu thì tình cảm của anh và cô cũng lớn lên bấy nhiêu. Cô đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khóe mắt, nỗi nhớ ùa về rõ nét. Chàng trai hôm trước ghé lại cửa hàng khi cô đang nằm vùi trên bàn, quyển sách úp ngược che đi khuôn mặt nhợt nhạt. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt lại mái tóc. Anh muốn hỏi em gì à? Anh đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên. Sao em biết? Thì hôm trước em có nói khi nào có thắc mắc gì thì anh cứ ghé lại đây để em chỉ mà. Mỗi ngày em tiếp bao nhiêu người khách tại đây? Hôm nào ít thì 10, nhiều hơn thì khoảng 20 người thôi. Anh hỏi làm gì? À không, anh đang khen trí nhớ em tốt đấy. 10 ngày rồi mà còn nhớ đến anh, em ốm à? Em cả mấy hôm nay, hạt giống của anh sao rồi, có lên đều không? Em không nhắc, anh cũng quên mất. Sao anh thấy nó cứ kỳ kỳ? Là thế nào vậy? Sao nó cứ vươn lên xanh tốt thế kia không biết? Làm anh ngại chết được. Lần đầu tiên chồng mà đã như vậy rồi. Anh vui tính thật đấy, làm em cứ tưởng anh đã làm nó chết hết rồi chứ. Anh định hỏi em về cách bón phân, anh sẽ làm chậu hoa rực rỡ cho em xem. Anh đưa mắt về phía cô khi thấy cô đưa hai tay lên áp vào trán. Em không sao chứ? Anh cuống cuồng đưa tay đỡ cô tựa vào ghế, rồi rót cốc nước để sẵn trên bàn đưa cô. Cô nhìn anh một chút bối rối, một chút ngượng ngùng giấu nơi khóe mắt. Những câu nói của anh
bỗng làm cô nhớ đến Khánh. Cũng cái dáng vẻ này, nó quen thuộc lắm. Cô không cho phép mình để trí tưởng tượng bay ra và không kiểm soát được. Nhanh thôi, cô trấn an lại mình. Em ổn mà. Cô đưa anh vài túi phân bón, không quên ghi liều lượng và cách bón vào một mẩu giấy nhỏ. Anh Tần ngần mãi, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cửa hàng dạo này buôn bán khá tốt, cô thường xuyên đóng cửa muộn. Anh hay ghé lại quán, thỉnh thoảng mua đến một ít thức ăn rồi ngồi thật lâu bên cửa sổ ngắm những chậu hoa li ti vừa nở. Thỉnh thoảng anh hay nói với cô điều gì đó, chủ yếu là gợi ý cho cửa hàng thêm nhiều ý tưởng. Em có thể treo thêm vài cái chuông gió nhỏ bên cửa sổ, anh thấy nó hay đấy. Lúc thì lại bảo, hãy lắp thêm thử vài dây đèn màu, buổi tối sẽ rất đẹp. Nhưng lúc như thế, cô chỉ cười, không phủ nhận rằng nó hay, chỉ là cô không có thời gian để suy nghĩ cho những chuyện như thế. Cô hay giữ thói quen nhìn anh từ xa. Anh thích ngồi bên cửa sổ, đưa tay di di những cánh hoa bé tí. Gương mặt anh buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh có gì đó giống Khánh đến lạ, từ cách nói chuyện hay sở thích mặc sơ mi trắng. Cô giấu cảm xúc mơ hồ đó, không cho phép mình nghĩ đến. Họ khác nhau, rõ ràng là khác nhau. Căn hộ anh chuyển đến cách cửa hàng hoa của cô một đoạn đường ngắn. Cô tỉa giúp anh những chậu hoa trên ban công, còn anh pha cho cô ly cà phê rồi kéo chiếc ghế dài ngồi bên cạnh. Đưa tay chống cằm, anh hỏi. Em giúp anh chuyện này được không? Chuyện gì vậy anh? Mỗi ngày giúp anh cắt tỉa hoa, mỗi sáng tưới nước, công việc phải dài hạn và suốt đời nhé. Anh định ở đây thật à? Ừ, anh muốn ở lại Việt Nam. Giờ bắt anh qua Mỹ anh không quen. Tháng sau ba mẹ và anh trai anh về, chắc ở lại Việt Nam một thời gian. Mình tính chuyện kết hôn nhé. Cô nhấp ngụm cà phê, đưa mắt nhìn ra xa. Một chút cảm giác len lỏi, mơ hồ và khó hiểu. Cô không biết mình có yêu anh thật không. Một thời gian dài anh đã bên cạnh cô, thời gian đủ để cô tin rằng tình yêu mà anh dành cho cô là chân thật. Nhưng cái cảm xúc ấy, nhiều khi cô bị lầm tưởng rằng mình vẫn đang ở bên Khánh. 2 năm để cô học cách quên một người bằng cách trốn chạy những ký ức ngày xưa. Những cảm xúc ấy nhiều khi bóp nghẹt cả tâm trí. Những cảm xúc ấy nhiều khi cứ ngỡ là ngủ yên, nhưng rồi lại về trong tiềm thức. Đôi khi anh hay bắt gặp những lúc cô ngồi thẫn thờ khi chiều mưa buông xuống. Những lúc như thế, anh chỉ im lặng nhìn cô. Có khi anh giấu ánh mắt buồn sâu thẳm. Anh đưa tay cua trước mặt, chặn dòng suy nghĩ của cô. Em sao vậy? Anh cho em thời gian suy nghĩ đi. Ừ, anh đợi. Anh không nói gì, đan hai tay vào nhau, ngả lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Anh ghé qua cửa hàng, giúp cô dọn dẹp vài thứ và đóng cửa sớm. Em đừng căng thẳng, ba mẹ anh dễ lắm. Cô gái hiền ngoan và dịu dàng như em thì mẹ anh sẽ càng thích hơn. Anh xoa đầu cô trấn an khi thấy gương mặt cô lộ rõ nét bối rối. Cô thay bộ đồ, thắt lại mái tóc và thoa thêm một chút son môi. Anh gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhà hàng sang trọng, bày trí khá lạ mắt. Chị tiếp tân cúi đầu lịch sự chào khách. Cô khoác tay anh, siết chặt bàn tay đang run lên. Không sao đâu, anh trấn an. Anh thấy em thế này có ổn không? Được rồi, em lúc nào mà không dễ thương. Cô cười, cảm thấy lòng ấm lại. Anh phục vụ đưa anh và cô đến bàn tiệc được đặt sẵn. Tầng 3 nhà hàng khá vắng khách, đa số phục vụ cho những vị khách quen. Cô cúi đầu chào lịch sự, mọi thứ dường như suy sụp khi một ánh mắt quen thuộc nhìn về phía cô. Cô lặng người và bấu chặt tay anh hơn. Đôi mắt ấy vẫn nhìn, rồi quay sang hướng khác. Sau cả buổi ăn cô không nói gì nhiều, mọi thứ giống như trò đùa của số phận. Ngày Khánh nói lời chia tay, cô đã níu kéo, rồi anh quyết tâm ra đi. Khánh nói anh sẽ không về lại, nhưng cũng không thể mang cô đi theo. Vì một lý do nào đó, rằng anh không yêu cô, anh rũ bỏ cô. Cô không hận, nhưng cũng đau, đau suốt một thời gian dài.
Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa đang vươn mình đón gió. Thỉnh thoảng, cô vẫn cho mình bỏ lỏng suy nghĩ để nó bay xa một chút. Anh bước vào, đưa tay bịt mắt cô từ phía sau. Cô vừa gỡ tay ra, hằn học. Em mệt rồi, anh đừng có đùa như vậy nữa. Cô quay vào trong, giấu đôi mắt ngấn nước. Em lại nhớ à? Anh không biết người đó làm gì mà làm em yêu đến vậy. Rõ ràng họ không cần em. Họ bỏ em đi, hà cớ gì mà em lại tự giày vò mình, tự làm đau mình. Chẳng lẽ thời gian qua anh không giúp em quên được một chút nào sao? Vậy tại sao chưa bao giờ anh hỏi em về người đó? Ừ, tại em không muốn nhắc lại, mọi chuyện đã là quá khứ. Anh muốn em quên. Nếu người đó trở về, anh có sợ sẽ mất em không? Cô vừa hỏi, vừa đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài. Anh sợ, nhưng anh tin em. Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ bờ vai mỏng manh để mặc cho cảm xúc trong cô vỡ òa. Ngoan đi em, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Ánh đèn vẫn hắt lên bên cửa sổ, vài hạt mưa đua nhau rơi xuống. Cô đưa tay với lấy chiếc áo khoác và choàng vào người, kéo cái mũ trùm kín đầu. Mưa lớn dần, làn mưa lẫn vào ánh đèn bên đường, tạo nên một cảnh đêm mờ ảo. Cô chen người đi qua những con đường quen thuộc, nép sát vào mái hiên bên đường để tránh những hạt mưa bắn vào người. Dù sao cũng ướt, cái lạnh phả vào người mỗi lúc một nhiều hơn. Cô thấy Khánh đứng từ xa, ngay gốc cây ngày trước. Anh dầm mình thật lâu, cái áo ướt đẫm dính bệt vào người. Ngay cái vị trí cô thường đứng, thỉnh thoảng anh đưa tay chạm vào vết khắc trên cây. Thật lâu rồi chìm vào tĩnh lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía xa, nhận ra cô trong làn mưa mờ ảo. Cô chạy đi như thể trốn chạy mình trong cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt kia lẫn vào màn mưa mặn đắng. Em có thể tránh né anh, nhưng cảm xúc trong em thì làm sao trốn tránh được? Hãy đối diện với nó đi. Khánh ghì tay cô thật mạnh, như sợ cô vụt chạy mất. Anh để em quên đi có được không? Em đã quên anh được rồi mà. Em nói dối. Anh siết tay cô mạnh hơn, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Cô im lặng, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Bên kia đường, có một người dõi theo, nhìn về một hướng và giấu những giọt nước mắt lưng tròng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Anh tránh ghé lại cửa hàng, cô cũng vùi mình vào công việc, thỉnh thoảng nhớ anh, nhưng rồi lại thôi. Cô không gọi mà cũng không gặp. Mùa mưa đi qua từ bao giờ, cây cũng đã thay lá mới. Thỉnh thoảng cô tựa mình bên cửa sổ, phun vài hạt nước tới những chậu hoa vừa nở. Đóa dạ yến thảo cũng nở rực cả khung cửa. Cô lại nhớ cái dáng vẻ ngày đầu tiên gặp anh, cảm xúc mơ hồ, nụ cười của anh vẫn rạng ngời như vậy. Ngày Khánh gặp bên con đường hôm ấy, Khánh có nhắc về anh, về cuộc gặp gỡ do chính tay anh sắp đặt. Cô nhớ đâu đó câu nói của Khánh, nếu được chọn một lần nữa, anh không dại khờ rời xa em. Đã xa rời rồi, đã đánh mất rồi, có chăng người ta chỉ luyến tiếc một chút khi một thứ gì đó của mình rơi vào tay người khác. Chỉ là cô không phải món đồ chơi để người ta có quyền nhường qua nhường lại. Và cô sợ khi phải đối diện với anh, với Khánh ngay trong chính căn nhà đó, nên cô trốn chạy. Tạm thời cô nghĩ như vậy, vì đến một lúc nào đó cô cũng phải đưa ra câu trả lời cho mình. Cô gặp anh trong một buổi chiều bên khuôn viên gần căn hộ nơi anh ở. Anh ngồi chiếc ghế đá bên cạnh hàng cây dương dù. Đôi mắt mơ màng, vẻ mặt buồn, ẩn sâu đôi mắt mệt mỏi. Vẫn cái phong cách quen thuộc, sơ mi trắng, quần âu. Anh nhìn cô từ xa, cái kiểu lâu rồi không gặp. Ánh mắt ấy chứa đựng cả ngàn nỗi nhớ thương da diết. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay gỡ giúp anh vài chiếc lá rơi trên tóc. Anh im lặng rất lâu, đến khi nắng chiều buông dần qua kẽ lá. Nếu là người khác, thì anh đã không đau như vậy. Sao lại phải là anh trai anh? Anh nói từng câu khó nhọc. Sao anh lại phải cố gắng sắp đặt cho em và anh ấy gặp nhau? Để làm gì? Anh đang muốn giúp em à? Anh không muốn. Chưa bao giờ anh muốn mất em cả. Nhưng anh liệu có thể làm được gì khác khi cứ thấy em ở bên anh mà luôn đau khổ? Chẳng phải
là em vẫn còn rất yêu anh ấy sao? Cô còn yêu Khánh không? Ngay cả chính cô cũng không biết câu trả lời. Cô im lặng trước câu hỏi ấy. Để rồi, khi mọi cảm xúc chùn xuống, cô nhận ra rằng tim mình đau. Anh khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, cô chỉ biết cắn chặt môi để giấu những tiếng nấc thật sâu vào lòng. Tuần sau anh ấy đi. Nếu em cảm thấy mình không thể quên, thì có thể giữ anh ấy lại. Anh ấy sẽ rất vui nếu em đến. Anh buông câu nói, rồi nhanh chóng quay lưng đi, bỏ lại cô với không gian tĩnh lặng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cô khoanh vết mực đỏ trên lịch bàn. Ngày mai Khánh đi. Anh gọi cho cô, giọng buồn. Em có ở cửa hàng không? Em đang ở đâu? Em ra ngoài có chút việc, cô nói rồi cúp máy. Sân bay đông nghẹt người, anh đứng ở cổng, nói vài câu gì đó với cha mẹ và anh trai. Anh thấy Khánh có nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó. Có lẽ là đợi cô, chắc cô sẽ đến. Cuộc điện thoại đó, anh đủ hiểu. Anh ngồi im lặng thật lâu bên hàng ghế chờ ở sân bay. Dòng người vẫn hối hả, có người đi, có người về. Phải cuộc chia tay đầy lưu luyến, vài cuộc hội ngộ đong đầy hạnh phúc. Tiếng loa thông báo máy bay sắp khởi hành. Khánh đảo mắt một lần nữa, rồi bần thần quay lưng về phía cánh cổng. Tin nhắn cô gửi đến. Em có đến, nhưng không phải để giữ anh ấy lại. Em để quá khứ ngủ yên. Nó giống như một lần tạm biệt sau cùng. Anh sẽ không trách em chứ? Anh cười, quay người lại phía sau. Cô đứng ngay bức tường bên cạnh anh. Cô cũng nở một nụ cười. Một nụ cười mà đã lâu rồi anh không thấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe chuyện ngắn của tuần này. Câu chuyện có tựa đề Quá khứ đã ngủ yên, được gửi từ tác giả Mỹ Nhiên. Một lần nữa cảm ơn bạn đã chia sẻ sáng tác của mình đến với các thính giả của Blog Radio. Còn các bạn, câu chuyện này có chạm được tới cảm xúc của bạn không? Và nếu như bạn cũng cảm nhận được một sự đồng cảm thì hãy để lại những lời bình luận và những lời sẻ chia đến với tác giả của chuyện ngắn của tuần này bạn nhé. Blog Radio được thực hiện bởi Teaching và phát triển bởi blogradio.vn VNM Plus. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.